mình đang thực hiện dự án khảo sát để phục vụ cho môn học MKT 201 ở trường đại học FPT á, thì bạn có thể cho mình xin ít phút để phỏng vấn bạn không? Ok. Thứ nhất là bạn giới thiệu một chút về tên của mình cũng như là ngành mình đang học ha. Mình tên là Phạm Thị Thiên Thanh, mình đang học kinh doanh quốc tế. Bạn mong muốn gì từ cái ngành học của mình? Với mình á thì mình mong muốn là sau này mình có thể có một cái công việc ổn định khi mà mình học cái ngành kinh doanh quốc tế này. Với lại mình nghĩ là mình cũng có một chút kỹ năng về quản lý kinh doanh đó, cho nên mình mong muốn là sau này có thể buôn bán hay là gì đó liên quan đến kinh tế đúng không? Cái câu hỏi thứ ba mình muốn hỏi là ngoài những cái kiến thức chuyên môn căn bản mà trường căng trang bị cho bạn, thì bạn nghĩ là mà nhà trường còn có thêm những cái hoạt động gì cho sinh viên ha? Thì mình nghĩ thì trường cung cấp cho mình khá là nhiều kiến thức bổ ích, nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì mình nghĩ là trường nên cho mình tham gia những cái sinh viên tour nhiều hơn, đến với những cái doanh nghiệp để mình có nhiều cái trải nghiệm thực tế hơn, qua đó mình có thể học hỏi nhiều hơn. Theo bạn thì mình làm sao để mà có công việc ngay sau khi ra trường? Như mình thì với bản thân mình thì bây giờ mình nghĩ là mình đi thực tập để cho có kiến thức này, hoặc là mình có thể đi làm thêm ở ngoài part time để có kiến thức rồi để có kiến thức rồi nó làm đẹp cái CV của mình đó. Ok, vậy theo bạn là mình cần phải nên có một cái CV thật là đẹp đúng không? Đúng rồi. Vậy thì theo bạn thì sau 5 năm mà tốt nghiệp rồi á thì bạn nghĩ là bạn sẽ trở thành con người như thế nào? Mình cũng chưa nghĩ đến tương lai, mà mình nghĩ là mình sẽ trở thành một người business woman. Business woman. Bạn muốn lên một level mới đúng không? Vậy thì trong các hoạt động sinh viên trong chuyên ngành của bạn mà bạn yêu thích thì bạn yêu thích cái hoạt động nào nhất ha? Ví dụ như là seminar này, hay là workshop này, hay là hoạt động job fair chẳng hạn. Mình thấy job fair ở trường mình khá là kiểu là nó khá là nhiều cái doanh nghiệp tới, là mình có nhiều trải nghiệm hơn, và qua đó là mình biết nhiều về các doanh nghiệp hơn và mình có cơ hội tham gia vào nó, nên mình thấy job fair với mình là ấn tượng. Vậy thì bạn có mong muốn được tham gia vào những cái hoạt động nào khác không ha? Mình nghĩ là mình hoạt động khác thì các câu lạc bộ về kinh doanh. Vậy thì bạn có từng tham gia câu lạc bộ VAC của trường đại học FPT không ạ? Mình chỉ tham gia những cái chương trình project của câu lạc bộ, nhưng mà mình vẫn chưa có thời gian để tham gia cái câu lạc bộ. Ok, vậy mình cảm ơn bạn đã dành thời gian để cho mình phỏng vấn ha. Ok, rồi, có gì ạ?